Dạ vâng, em Quốc xin chào toàn thể quý anh chị và bà con chăn nuôi. Đó, hôm nay là thứ ba ngày 8 tháng 8 năm 2023. Đó, thì sáng nay em có vô trong làng có rồi. Thì chào cô. Làm gì cô? Nè, dạ. Rồi, thì sáng nay em vô làng có đây em bắt cũng anh đây là nói chung là tổng thị hết là cũng 7-8 con nữa bà con. Nói chung là anh dọn chuồng anh bán anh nghỉ hết. Đó. Thì trong đó có hai con đực thịt với lại là ba bộ mè con, hai bộ mè con với lại là một con bò chữa với lại là một con nghe cá anh quýt đó. Thì nói chung là em dọn hết của chuồng của ông anh đây đó. Thì nói chung là cũng mua rau bà con đấy, chờ xe vào để tóc vào lên xe thôi đó. Nói chung là dọn hết từ lớn tới nhỏ, nhưng mà cái con anh quýt này là em thấy phê nhất nên em quay nó hơi kỹ chút đó. Còn mấy bộ mè con kia thì nó cũng bình thường, nó cũng trung bình không đó, nên em quay sơ sơ cho bà con xem. Thì nói chung là lô bò này về nói chung là hàng này thì nói chung là hàng mắc sữa không nha mọi người. Tông tạng con nào cũng nói cũng đều đẹp. Đó, chỉ có con anh quýt này là em điền nó nhất nên em quay nó hơi kỹ chút. Cái anh quýt đây. Đó, dày mà nó tốt bò. Nó còn mấy bộ mẹ con kia thì nó nói chung nó cũng hàng trung bình thôi. Đó, bà chị phải đứng mình núp về cửa cái bà con phải chờ lên hình. Đó, dày không chịu lên hình. Đó. Nói chung là em dọn hết, lớn nhỏ đo đen là em tay đầu gì hết, nó chơi xe vô là em đắp đầu gì hết. Đó. Con này là gọi siêu phẩm này nha mọi người. Như cái anh quýt này. Đập thủ rồi rồi. Nói chung là càng nhìn là càng ghiền nha mọi người. Đó. Nhất cái dắt. Hết chuồng nha mọi người. Đó, dọn ngày nay em dọn của ông anh là hết. Lớn nhỏ là 2, 4, 6, 7, 8 con hết nha mọi người. Đó, tính đầu con thì 8 con. Đó, coi cho có một bò chữa. Khá là đẹp đó bà con. Đó, toàn là siêu phẩm không. Nghe con mát sữa, mẹ con mát sữa. Đó, cứ em quay chút nữa em quay hết chuồng nha bà con. Đó. Gì? Quá là gì? Giờ vô anh. Mới đi vậy mà, có điện nó chạy đi ra đâu hay anh. Xe chỉ là những máy bay thôi chạy nhanh. Con bò nào bán không cô? Không có nè. Đấy thì sáng nay em dọn hết cái chuồng ông anh này là một bồ mè con mới đẻ ngay cái ba bờ đúng ngoài kia, một con bò chùa đúng ngoài kia đứng xa xa kìa, nhưng mà còn hai bò trắng trắng á, vàng vàng trắng á. Đó một xíu nữa em ra quay sơ cho bà con xem. Đấy hai bồ lúc xa đấy, bò chùa với một con bò mới đẻ, rồi bồ mè con nghe được kim này. Đấy, đầu hai con đực đây, còn nghe cái anh quýt kia. Đấy, mập như con heo. Gọi gì, anh có không rồi mà, mập gốm. Đi, ra. Đó. Đi. Đi. Nghe con này. Hàng được thịt chờ thịt. Wow, siêu hạt em ưng nhất con này đập. Con này chắc em đỡ lại em nuôi quá, kéo quá kéo. Đi hiền vàng 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 vàng. Dư coi. Đi vô lại đài đâu dám đứng vô xe, đứng vô xe đồ nó bứt nó giật nãy giờ nó giật tao khác đâu. Hả? Ngã đâu. Anh nghe xe còn rúng cái đĩa thâu á. Dân dân nó vuột anh vuột vuột dàm rồi. Lẹo không? Lẹo không anh? Vuột mỏ. Xiết cái dàm vô anh, xiết cái dàm vô. Rồi lên đường về chủ mới luôn, về nhà em đúng không? Được. Mà về chủ mới đúng bây giờ hôm nay bà chủ không ạ?
Ơi, xới vô. Xới vô. Ủa, cái gì? Xới vô. Cột ra cửa nha mày hai. Rồi, ok. Sao? Đấy, nuôi một bầy bò về tới giờ đoạn là đồ hốt bạc nè mày con. Đó, cô không cho, không chịu cho lên xém này. Đó, thì con đưa cô trước đây mới tiền lẻ đi. Đó. Cũng được, chắc cũng được hai mấy triệu. Rồi đợi con chuyển khoản cho cô nghe. Nè con tem mới con chuyển khoản cho nó hết luôn. Đó. Điểm này con điểm là kỹ từng tờ, con gió nó bay một cái là qua tới núi bên kia là không biết ai tìm luôn á. Đó. Bài bản. Rau. Sao em gì em lên chắc bò nữa nha mày con. Này còn sắp đây nữa, điểm này xem sắp đây luôn ơi. Rồi chuyển khoản còn nhiều thiếu đủ gì đấy chuyển khoản rồi. Tính xem. Đó, điếm vô bả luôn cho đầu, điếm chậm quá mà. Tốc độ ấy.